Huyện Quảng Điền là một trong những địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế có địa hình thấp trũng, nhà dân rất dễ bị ngập vào mỗi mùa mưa bão. Đặc biệt trên địa bàn huyện có rất nhiều hộ nghèo, hộ già cả, neo đơn. Một trong số đó là hộ gia đình bà Phan Gái, 87 tuổi. Trước đó cứ đến mùa mưa bão, hai vợ chồng ông bà phải sơ tán đến nơi khác để tìm chỗ tránh trú an toàn hơn vì căn nhà của hai người ở luôn bị ngập trong nước lũ. Tuy nhiên, năm 2020, vợ chồng bà Gái đã nhận được 70 triệu đồng từ hai nguồn hỗ trợ là chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt khu vực miền Trung của quyết định số 48 ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cùng với dự án GCF do Quỹ Khí hậu Xanh viện trợ không hoàn lại. Với số tiền được hỗ trợ cộng thêm tiền con cháu cho, hai vợ chồng bà Gái đã xây dựng thêm một ngôi nhà có gác trên cao, từ đó có nơi để tránh trú an toàn vào mùa mưa bão. Nói chung là vùng đấy là thấp trũng, là lũ, là đến mùa mưa gió là con cháu hắn nhưng được yên tâm là cũng đưa ông về chỗ cao. Hôm nay là đã có cái nhà hỗ trợ là khoảng 30 triệu, vì con cháu thêm ít nữa là làm lên cái gác cao để ông về lên ẩn trú, cho con cháu ở xa yên tâm. Trên cơ sở danh sách các hộ được hỗ trợ thực hiện theo quyết định số 48, đến nay toàn huyện có 144 hộ thi công hoàn thành nhà ở, đưa vào sử dụng, đảm bảo có chỗ ở an toàn mỗi khi bão lụt xảy ra, hoàn thành 100% theo kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao. Trong đó, riêng xã Quảng Lợi đã thực hiện hoàn thành cho hơn 40 hộ dân. Xã Quảng Lợi là một xã ven phá Tam Giang, cho nên là thường xuyên là bão lụt là thường xuyên xảy ra. Trước khi mà chưa có cái quyết định 48 thì cái nhà cửa của bà con đến khi mùa mưa bão thì rất là khó khăn trong cái vấn đề mà ẩn nấp, cho nên chính quyền địa phương là cũng huy động bà con để vào những cái chỗ ẩn nấp tập trung để ẩn nấp. Từ khi có cái quyết định 48 triển khai từ năm 2015 đến nay thì sạt lời cũng bà con đã làm được là hơn 40 nhà 48 để phòng tránh bão lụt đến khi mùa mưa bão, và bà con cũng yên tâm hơn trong cái việc mà làm ăn. Thuộc diện hộ neo đơn, ông Trần Văn Lệ, 68 tuổi cũng được hỗ trợ 70 triệu đồng và tích góp thêm để xây lên ngôi nhà có gác. Từ khi có nhà mới, ông Lệ cảm thấy yên tâm hơn khi đối mặt với mùa mưa gió khó khăn. Bên này là có một phần 70 triệu đó rồi, thì mình phải bỏ thêm mà làm cho bằng được. À, cái chỗ hay rụt rồi bao gió nên phải làm cẩn thận để mà lấy cái gác yên tâm. Thứ nhất là về một cái căn nhà là bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình sinh sống với một cái chất lượng là cũng rất là tốt. Thực sự là nói căn nhà nghe nhưng mà chúng tôi cũng đã xây dựng thiết kế những cái căn, những cái mẫu thiết kế nó phù hợp theo quy chuẩn, theo quy định của chương trình dự án. Diện tích thì cũng độ khoảng từ 15 cho đến khoảng 25 m², trong đó còn đặc biệt là một cái sàn chống lụt là khoảng tối thiểu là 10 m², cho 10 m² để trong quá trình mưa lụt bão thì để người dân để mà có chỗ cư trú an toàn trong quá trình lụt bão. Xong, đối với bà con huyện Quảng Điền, đây là dự án có mức hỗ trợ cao nhất trong tất cả các dự án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở từ trước đến nay. Hiệu quả mà dự án đem lại cho các hộ nghèo sống tại vùng ven biển, vùng cận ven biển là rất thiết thực. Tuy nhiên, đối với nhiều hộ quá khó khăn, kinh phí hỗ trợ không đủ để họ xây dựng một căn nhà kiên cố có gác cao. Chính vì vậy, dự án vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Sau cùng, sự hỗ trợ thêm từ các mạnh thường quân, các tổ chức là hết sức cần thiết đối với những hộ dân nghèo cần nhà tránh trú vào những mùa mưa bão đầy gian nan ở phía trước.